Làm riết rồi cảm thấy nghiện mùi rác lúc nào không hay. Đó là chia sẻ chân thật của bạn Nguyễn Lương Ngọc, 27 tuổi, ngụ Gò Vấp, trong nhóm Sài Gòn Xanh. Ngọc cho biết việc lội bùn dọn rác ở dòng nước đen kịt tại các kênh rạch ô nhiễm khiến các bạn cảm thấy bản thân bị nghiện mùi này. Hôm nào không đi vớt rác là chân tay ngứa ngáy. Sài Gòn Xanh hiện có 5 thành viên. Họ là những chàng trai trẻ từ các vùng quê khác nhau đến Sài Gòn để mưu sinh. Có bạn phục vụ nhà hàng, bạn trông coi kho hàng, bạn chạy xe công nghệ, tranh thủ thời gian rảnh, cả năm lại khoác lên mình bộ đồ bảo hộ được trang bị kỹ lưỡng. Họ hết mình với việc người ta gọi là bao đồng giữa những con kênh đen ngòm, tanh rình. Biết trước những nguy hiểm luôn rình rập như kim tiêm, mảnh sành, cọc nhọn có thể xuất hiện dưới kênh. Họ luôn cố gắng cẩn thận nhất có thể để việc làm ý nghĩa của mình được trọn vẹn. Dù mới thành lập được khoảng 3 tháng, nhưng hành động của các bạn giúp lan tỏa những thông điệp tích cực, giúp thay đổi nhận thức của người dân về việc bảo vệ chính môi trường mà mình đang sinh sống. Này em đã bắt đầu cách đây tầm 3 tháng. Ý tưởng này thì lúc đầu thì em có làm được có 2 người ạ. Thì hai anh em với lại bằng vị lấy ý tưởng từ làm riêng. Từ hai anh em cứ đi làm không có nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng về lại của cộng đồng đến như vậy. Không được, nói chung là cũng được rất là nhiều người để ý đến và người ta sẽ cổ vũ bọn em, và lúc đó em tăng cường thêm nhân sự thêm để làm những cái quy mô lớn hơn và khó khăn hơn. Việc dọn rác của nhóm Sài Gòn Xanh không có kế hoạch hay địa điểm cụ thể. Hễ thấy rác ở đâu là nhóm lại tập trung đến đó để dọn. Dù mới hoạt động từ 3 tháng trước, nhưng 5 bạn trẻ của nhóm đã làm thay đổi diện mạo của nhiều điểm đen về rác tại các nhánh nhỏ của rạch Xuyên Tâm ở quận Bình Thạnh, rạch Lăng, rạch Mướp và các kênh rạch ở quận 12, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Dạ, thông điệp của em là mọi người ý thức vấn đề phải bỏ rác đúng nơi quy định và không nên vứt rác bừa bãi, sẽ ảnh hưởng những người sẽ hưởng người về sau. Người ta lượm rác rất là khó, đặc biệt là những cái con sông và lại cái kênh rạch này lượm rác rất là cực. Ví dụ như các bạn mọi người vứt rác xuống dưới rất là dễ, tiện tay nó vứt về, nhưng mà cái người mà lượm rác lên nó cứ rất là cực, bởi vì thậm chí là rác nó sẽ ít 5, ít 10 lần cái trọng lượng mà các bạn vứt xuống. Ví dụ như những cái hộp xốp với lại những cái nệm và mút rồi đó, nó rớt xuống nước là cái trọng lượng là rất là cao, nên các bạn khó khăn và kéo cái rác lên rất là cực. Với lại đặc biệt thứ hai là rất là sâu, thời gian cái rác nó sẽ bị lâu năm nó sẽ bị dơ, cuối rất là thối và sẽ ảnh hưởng xấu cho cái môi trường của mình. Hiện tại nhóm Sài Gòn Xanh đi dọn rác một tuần 3 buổi. Bên cạnh việc thu gom rác thì nhóm cử ra một thành viên để ghi hình lại. Qua đó, mọi người thấy được môi trường sống của chúng ta đang thực sự bị đe dọa. Điều đáng mừng là nhiều bạn trẻ khác cũng liên hệ mong muốn được tham gia cùng nhóm. Thời gian tới, nhóm cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng công việc hơn.